Đây là màu bò đậm nha. Tiếp theo có cái màu bò nhạt nè. Đây là màu nâu đậm. Và cuối cùng sẽ là màu đen. Bốn màu, màu nào cũng đẹp. Trong đây thì em thấy là có ba cái màu đó, nó sẽ có một chút cái họa tiết vân da ở trên bề mặt, bao gồm là màu nâu đậm nè, màu bò đậm, màu bò nhạt nha. Thì nó sẽ có những cái chi tiết gọi là phối màu vân da đậm nhạt. Anh chị nào mua tặng thì yêu cầu hộp bên em sẽ cho mình thêm một cái hộp ví nữa.